Hey yo anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Catorion VN. Và hôm nay mình sẽ quay một con stand. Đó chính là cái này cũng phải là một stand gì đó. Cái này nó giống như là anh em phải dùng một cái mặt nạ level 45. Đây mình sẽ cho anh em xem cái mẫu mặt nạ luôn. Hiện tại mình đã có hai cái. Để anh em nào nhanh tay có thể vô chơi kết bạn với mình, và mình sẽ cho anh em mua cái mặt nạ này. Anh em có thể nhanh tay nhắn cái tên Roblox của mình sẽ kết bạn cái người đó và mình sẽ cho cái người đó cái mặt nạ này nha. Đấy, đấy là level 45 Stone Mask nha, Chica này. Đấy, đây anh em thấy cái mặt nạ này chưa? Ok thì mình sẽ quay cái mặt nạ này. Thì đây là cái game này, ấn nút Q thì nó sẽ ra skill như vậy nha. Chú ít là anh em, anh em có thể bay như này đó. Đây là chú ít này. Đấy, chú ít. Ok, hiện tại là mình đã lên level 61. Thì hiện tại mình đang cày cái chỗ của thằng Dio. Ok, anh em nhớ chúc mình lên 600 subscriber nha. Lúc đó cày nhỉ, lúc trước là mình có lên được 620 mấy subscriber. Thì nhưng nó bóng nhiên là anh em hủy sub mình à, buồn quá đi mà. Ok, thì anh em nhớ giúp mình lên 600 subscriber nha. Nhớ đứng yêu 600 luôn. Mình cứ bị tụt sub à. Anh em giúp mình lên 600 nha. Ok, đây là cái mẫu trước, đây mình cho anh em xem cái mẫu trước nha. Đó. Ok, thì đây là chú A này. Đó, đào khá phú nha. Còn chú rượt nó sẽ không dùng được nha anh em, chú rượt nó không dùng được. Ok, chú T. Chú T nó sẽ hút máu. Nó giống như một con ma cà rồng như vậy nè. Đấy, con này chú F này. Đấy, chú F đấy. Đây là chú H này. Đó, nó sẽ làm. Đây là chú G nha anh em. Đây. Đây chú G. Ok, đây chú Z này. Đây là đấm thương này. Đấy, đấm thương. Đó. Còn chú X là anh em biết rồi đấy. Đó, nó sẽ bay như vậy nha. Ok, có cái mũi tên này. Mình nghe nói là mình đánh con Dion, mình đánh thằng Jotaro này là nó mình sẽ được những cuốn sách phải không ta? Cuốn sách là để nâng Dio ở nâng Stand Zawarudo. Quên tên rồi, mà Stand này của thằng Dio nha. Ok, thì đây là farm từ level 90, hiện tại mình farm cho thằng Dio, thằng Jotaro đây nè. Đấy, ok, mình đã nhận nhiệm vụ rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Vì anh em biết rằng nếu mà lên sửa 61 cơ, anh em có thể farm rất là lợi. Vì anh em biết rằng không? Vì Jotaro là anh em giết xong mà nó tặng cộng cho mình 1.000 1.000 dẻo 1.000 kinh nghiệm rồi. Rồi anh em còn nhường viêm vụ xong Dio nữa, nó sẽ cộng cho em 3.200 kinh nghiệm. Đó, nó hơn các con boss này nữa. Vì con boss này lên rất là nhanh luôn. Đấy, nó rất là nhanh, nó rất là lợi nữa đây. Cho anh em nhờ pha combo để pha để anh em farm nhé. Khi anh em đánh cái con này xong á là anh em sẽ bị con stand này đánh. Đấy, anh em ứng chưa, ứng tốc bên điếu ốp lâu tê này, anh em ứng chưa tê. Đấy, nó sẽ hút máu và anh em sẽ, đó anh em sẽ bật chữ S. Đó, anh em ứng chưa hát. Ui, mất này đó, chưa hát. Đấy, lên rất là nhanh, em chỉ mất nửa cây khỏi là anh em nhanh tay đánh ạ, em chỉ được cái nó xanh lá thôi, chứ nó farm cũng đánh có rất là dễ. Đấy, ôi chết cha rồi. Ok, hiện tại khá là lắc rồi. Đấy, thì đây là cái nơi để anh em farm level 60 nha. Ok, thì mình cho anh em, để mình chỉ cho anh em biết cái chỗ này luôn. Thì cái này chỗ nào, chỗ này là chỗ nào, để mình xem cái chỗ này là chỗ nào đó. Ok, cái này là level 75, ok. Đây, đây là, bay rồi. Đây, anh em thấy cái gì, đây là SWAT này, đứa anh em level 55 rồi á. Là anh em ứng chơi A này nè. Anh em ứng cái phần này nè, ok. Và anh em sẽ tìm cái này, anh em ứng ok xong rồi biết không. Ok. Ok, thì mình sẽ ứng, rồi anh em ứng tiếp, anh em ứng chơi Z. Nó sẽ ra cái phần này, anh em phải tìm một cái chai nước để thằng này uống. Ok, mình phải tìm một cái chai nước luôn nha. À thì mình có một cái phần này luôn, đứa nào mới vừa chơi á
thì anh em đừng quên ghi kênh Kato Red Ruby đây này, từ đây này, Kato Red Ruby 111 để friend mình nhá. Hoặc là anh em có thể đặt cái phần comment ở dưới á, anh em ghi tên ắc của anh em rồi mình sẽ kết bạn anh em và mình sẽ cho anh em những cái cung tên nha. Đây mình có rất là nhiều cung tên luôn đấy, rất là nhiều, có cái mấy cái hủy stand nữa. Anh em muốn thì anh em có thể kết bạn với mình hoặc là anh em có thể nhặt gì được thôi. Ok ok, thì nhiệm vụ chứ chúng ta sẽ bắt đầu vô nhiệm vụ SWAT này. Khi anh em thấy mình nhiệm vụ SWAT rồi phải không? Ok, chúng ta phải tìm một cái loài chai nước này. Đợi tí, anh em cứ đợi mình đi tìm ra. Ôi, nhặt được cái này nè. Đó, nhớ không? Đó, ghê chưa, ghê chưa. Cái chưa 4 này. Để coi. Đây có một cái mũi tên này nè. Ngon chim. Đấy, mình sẽ cố nhặt những cái stand này để khi nào mình sẽ quay cho video, để mình có thể dùng những con stand để mình có thể review những stand cho anh em nha. Ok. Ok, nói mãi chữ khác dễ sợ. Ok. Bắt đầu ta. Anh em tìm cái chai nước đó rất là khó vì mỗi chỗ nó sẽ ra mỗi loại nha. Ok, mình phải lướt để chữ X. Vì cái này là có chữ X này này, nó đi không khá là dễ. Ok, đây. Đấy, anh em thấy chưa? Nhìn đi là mình nhặt được cái cung liền à. Đó. Ok, chúng ta vẫn đi tiếp nha. Nó khá mất thời gian đấy nha. Chúng ta, mình sẽ chỉ anh em những chỗ mà dễ có stand này. Cái chỗ, chỗ này á, chuyên gia là sẽ có những cái cung. Đấy, còn cái chỗ này nè, đó sẽ cũng có luôn nha, mà nó khá là ít. Và chỗ này nữa nè, chỗ anh em farm level 15 đây nè. Đấy, nó cũng sẽ, số nó sẽ có phần trăm để nó ra luôn nha. Cái chỗ này nữa nè, đó nó sẽ ra luôn. Ok, thì đây là chỗ level dành cho anh em farm level 40 nha. Đây là những của Yusuke. Còn cái chỗ này nữa là cái chỗ level 50. Anh em farm chỗ level 50 này nha. Thì cái chỗ này là cũng nó sẽ ra đây nè. Đấy, sẽ chỉ cho anh em những chỗ mà có stand luôn nha. Cái chỗ để anh em nhận được stand. Mà nếu anh em nào mà muốn cày á, cày game dễ nhất thì anh mình cũng, cái game này nó cũng khá vậy, có để anh em tập luôn. Vì có rất là nhiều thằng bộ đồ nó luôn, nó phá, nó đánh anh em. Đây chỗ này nữa nè. Đấy chỗ này nha. Ok, hiện tại tìm được chai nước khó nha. Cái chai nước màu đỏ anh em ơi. Ok, thì mình cố lướt đi vậy để mình tìm cái chai nước để cho anh em biết cái gì. Ok, lại một cái cục đỏ. Ôi nó, mình tìm cái chai nước, mình không tìm chai nước á. Mình khi mua mình đi tìm chai nước á thì nó không, thì nó sẽ không ra. Mà khi nào mà mình đi tìm mức mệt đi, mình tìm hoa tìm mãi luôn á, là nó sẽ không ra. Đẹp cày không? Ok, hiện tại là mình đang hy sinh thời gian thì anh em cố chịu đợi một mình một tí luôn nha. Anh em cố chịu đợi đi, nó sẽ cũng ra thôi. Lưu tin này. Ok. Ui. Ây à. Thôi, mình sẽ dùng con người luôn nha. Con người, let's go. Ôi, lắp đi. Ok, let's go. Chỗ này nó không có nè. Mình sẽ chạy con người, mình sẽ dùng con người để mình chạy luôn. Cái chỗ này là anh em farm mà Kilowin là level 30 nha. Sẽ đi tìm cái chai nước, nó khá là khó nha. Nếu khi nào mà mình có thể quay được, mình có thể nhặt được cái đó thì mình sẽ quay video cho anh em nha. Giờ chưa, nó tìm hơi đơn khó nên nó mất thời gian thôi. Nếu mà mình có thể nhặt được thì mình có thể quay cho anh em, mà nếu mình có thể nhặt được thì thôi, thì ok anh em nhớ cho. Ok, thì mình sẽ kết thúc video ngay tại đây luôn. Nếu anh em thấy video này có bổ ích cho anh em hoặc là anh em yêu thích thì anh em có thể cho mình một like và một subscribe nhé, giúp mình đạt lên 600 subscriber và giúp mình đạt lên 1k sub luôn. Ok, và tạm biệt tất cả các anh em thôi. Tạm biệt tất cả anh em và bye bye.